À, chào các bạn nhé. À, giờ này chắc là khuya Việt Nam rồi, thành ra thôi tôi cũng lên tôi nói thôi. Thì cái câu chuyện thì giữa Nga và Ukraine và NATO thì chúng ta đã thấy rằng là Nga đã có thể nói rằng là bây giờ là cuộc chiến gần như là nó đã có thể hiện được là cái bản chất ai thắng ai thua. Thì như các bạn đã biết, coi như là NATO bây giờ là gần như là vũ khí không còn. Đó. Bây giờ theo sự tính toán của những quan chức gọi là cựu cựu quan chức quân đội của Mỹ, họ tính toán rằng là bây giờ nếu như mà NATO bây giờ mà viện trợ vũ khí để cho Ukraine có thể bắn, có thể sử dụng để đối đầu với Nga, thì chắc chắn rằng là khoảng 10 tháng nữa, người ta tính là 10 tháng nữa thì NATO mới có thể sản xuất được đủ vũ khí để cho gọi là cái đám gọi là Ukraine sử dụng. Có nghĩa rằng là các bạn thấy rồi, coi như là NATO đã không còn khả năng để đối đầu trực tiếp với Nga. Các bạn nhớ giùm tôi điều đó nhé. NATO không còn khả năng đối đầu bởi vì vũ khí không còn. Mà bây giờ nếu đối đầu với Nga theo kiểu nào? Đó, vấn đề còn. Mà bây giờ nếu mang gọi là cái vũ khí hạt nhân ra đó, thì rõ ràng là Nga đang chiếm ưu thế. Còn nếu mà mang vũ khí gọi thông thường ra đó, thì không thể nào mà NATO chơi được. Mà bây giờ NATO đã không thể trực tiếp tham gia chấn gọi là chơi trực tiếp với Nga, thì làm sao mà Ukraine chơi lại, đúng không? Các bạn thấy không? Bây giờ Nga gần như là dập tên lửa, dập UAV, dập pháo, đúng không ạ? Coi như là Ukraine bây giờ là thê thảm chờ chết. Mà bây giờ tất cả những cái gì mà Mỹ và NATO hứa sẽ viện trợ cho Ukraine là sớm nhất phải vài tháng nữa, tôi gọi là sớm nhất phải vài tháng phải sản xuất chứ các bạn. À, bây giờ NATO bây giờ bắt buộc là phải sản xuất mới có thể đưa cho Ukraine. Và bây giờ nếu NATO mà lại đi động binh với cả Nga nữa, đảm bảo các bạn nghe luôn, chắc chắn là NATO là lên đường, chắc chắn NATO lên đường đó. Do đó bây giờ là ngay từ đầu tôi đã nói cho các bạn, à, tội lớn nhất là của bà Vanga. Và cái thực sự mà nói nhé, thì tôi nói các bạn nghe rồi, khổ lắm. Nga đã chuẩn bị hơn 10 năm nay, còn NATO thì gần như là gọi là ngủ ở trong chiến thắng. Mà bây giờ rõ ràng khi mà đụng chuyện, NATO không thể ngờ được Nga dám chơi. Cái này rõ ràng các bạn nhớ giùm tôi nhé. À, NATO không bao giờ nghĩ Nga dám chơi, tại vì NATO, EU đã bao vây cấm vận Nga. Cũng gọi là tính, tôi tính ít nhất phải từ 2014. Đúng không? Trước nữa đó, trước nữa là Nga đã bị gọi là có 11.000 cái lệnh cấm vận của G7 đó, NATO, EU. Nhưng mà rõ ràng là NATO tưởng rằng Nga không dám động binh. Nhưng mà rõ ràng Nga đã chuẩn bị một cái lá bài, tôi cho rằng có thể nói rằng là tôi không biết rằng ông Putin theo lệnh của bà Vanga hay là ông Putin tự tính. Nhưng mà bằng giá nào cũng vậy các bạn, giá nào cũng chết. Rõ ràng các bạn thấy không, bây giờ tất cả những cái gì mà đang xảy ra, chúng ta thường ngày chúng ta được nghe cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng Ukraine bây giờ chỉ còn có thắng trên mõm nữa các bạn. Các phương tiện truyền thông của Mỹ và phương Tây bây giờ chỉ có gọi là tung hô Ukraine ở trên mõm, bởi bây giờ là bắt buộc phải như vậy các bạn, đúng không các bạn? Bây giờ không thể nào mà gọi là có thể nói rằng là, bởi vì nếu thực sự mà nếu Ukraine mà thắng thì phương Tây đó, các bạn nghe rồi, NATO, phương Tây, G7, G lồn, những cái tất cả chúng nó đều nó khác các bạn, đúng không các bạn? Bây giờ nha, mọi cái cuộc gọi là biểu tình phản đối ở EU, chúng nó đều giấu mọi thương vong thiệt hại của Ukraine, không có một đài phương Tây nào nói. Thì như trong khi là thiệt hại của Nga thì trời ơi, tôi nói các bạn nghe, nhục nhất là mỗi lần Nga rút quân là coi như Ukraine e dè sợ sập bẫy, rồi sau đó là đồng loạt các gọi là cái kênh thông tin truyền thông của phương Tây đồng loạt nói rằng gọi là Ukraine thừa thắng xông lên, xông cái lộn mẹ chúng nó chứ xông. Các bạn nghĩ xem, chưa bao giờ cái cuộc chiến nào mà nguyên một cái bầy NATO EU lại chờ trong lúc Nga gọi là rút quân, nó bắt đầu ồ ạt hô hào, trời ơi tôi nói các bạn nghe, nhục chưa từng nhục các bạn.
nhục chưa từng thấy cái nhục mà EU và NATO bây giờ rõ ràng không biết còn gì nữa để mà gọi gỡ gạt nữa, đúng không? Không còn gì nữa. Nga chẳng nói chẳng rằng, đúng không? Nga cứ rút quân, mà cứ mỗi lần rút quân là Nga dập mạnh hơn, đúng không bạn? Rồi bây giờ thằng Kuleba, đã, thằng gọi là Kuleba ngoại trưởng Ukraine nói rằng bây giờ đề nghị phương Tây, đề nghị coi như là Mỹ, Anh, Pháp bây giờ là loại trừ Nga ra khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tôi chỉ nói đơn giản như thế này, tôi phân tích cho các bạn nghe. Thứ nhất, bây giờ nếu mà gọi là Mỹ, Anh, Pháp hay gọi là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà gọi là muốn loại Nga ra khỏi gọi là hội, gọi là thường trực đó, Hội đồng Bảo, thường trực Hội đồng Bảo an, thì rõ ràng là Nga chỉ nói đơn giản như thôi. Nếu mà nói về cái quyền hay gọi là cái danh dự, cái quyền để có thể được ở trong gọi là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Hội đồng thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thì các bạn nên nhớ nhé. Cái hội đồng này nó được thành lập từ năm 45 và đó là do là phe đồng minh chiến thắng. Có nghĩa là Nga nằm trong những cái nước mà gọi là mạnh ở thời điểm đó. Rõ ràng Nga là mạnh. Do đó là khi mà Hội đồng Bảo an nó lập ra thì Nga là cái người gần như là chủ chốt. Các bạn nhớ chúng tôi điều đó. Và bây giờ nếu như bạn bây giờ chúng nó nói rằng bây giờ Nga không có đủ tư cách vì đã xâm lược Ukraine, thì các bạn nghĩ xem. Bây giờ Mỹ và NATO đã từng xâm lược từ năm 45 cho tới bây giờ là xâm lược toàn thế giới, đéo chừa một nước nào. Như vậy thì tôi hỏi các bạn Hội đồng Bảo an hay là gọi là Hội đồng gọi là Liên Hiệp Quốc nào mà dám phán xét Nga? Mới gần đây năm 99 Kosovo, đúng không? NATO cầm đầu Mỹ, Anh, Pháp trực tiếp bỏ bom tới bây giờ Kosovo. Và bây giờ giữa Kosovo với cả gọi là Serbia đang gây cấn, đúng không các bạn? Làm đéo có cái cửa mà gọi là kêu gọi là chút quyền thi đấu của Nga, đúng không các bạn? Tôi nói thiệt các bạn nghe luôn. Có nghĩa là không có quyền, không có thằng nào có quyền để mà khai trừ ra khỏi Nga, ra khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tôi nói thiệt các bạn nghe luôn. Đó là cái vấn đề gọi là về tư cách, về khả năng. Còn trường hợp thứ hai, nếu như mà chúng nó dám làm điều đó, tôi nói các bạn nghe nhé, đó là cái cơ hội để cho Nga có thể tung cánh chim bay. Nga đéo lệ thuộc bất cứ cái gì của Liên Hiệp Quốc. Lúc đó thì nguyên một cái đám NATO, EU, chúng nó nằm ở trong Liên Hiệp Quốc làm cái con cặc gì, đúng không các bạn? Nga đéo còn bị ràng buộc bởi hiến chương Liên Hiệp Quốc. Nga đéo bị ràng buộc cái gì cả. Thì bây giờ tôi hỏi các bạn, bây giờ NATO, EU, G7 bây giờ dám chơi Nga hay không? Đúng không các bạn? Cái quan trọng là NATO và G7 dám chơi Nga hay không. Bây giờ nếu mà khai trừ Nga, mà thậm chí tôi nói là theo tôi như là Tổng thống Putin, đồ mẹ tôi xin ra khỏi, mà rút ra khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngay. Tôi là bà các bạn nghe luôn, đảm bảo cái đám EU G7 teo lồn, teo dãi. Tôi là bà các bạn nghe luôn. Tại vì bây giờ là chúng nó đang dùng cái gọi là hiến chương Liên Hiệp Quốc để mà nó lên án Nga, đúng các bạn? Mà bây giờ Nga nói bây giờ chúng mày nguyên là một lũ ăn cướp. Tao đéo ở chung nữa, tao một mình một chợ. Thì bây giờ làm đéo có quyền lên án tao nữa, bây giờ ngon chơi với tao nè. Nè, đúng không các bạn? Bây giờ NATO giờ hết mẹ vũ khí rồi. Làm sao chơi được với Nga? Đợt có đi mẹ. Đúng là đời khốn nạn mà. Cái khốn nạn cùng cực của cái sự khốn nạn. Mà bây giờ NATO bây giờ đéo còn cửa nào để ăn dạ Nga nữa. Tôi nói thiệt các bạn nghe luôn. Đéo con cửa nào nhục nhất ở chỗ đó các bạn. Khi mà NATO không còn cơ hội để mà làm mình làm mẩy nữa, thì lúc đó mới là cái sự khốn nạn nó lên ngôi các bạn. Cái sự khốn nạn nó lên ngôi, và không một ai có thể giúp được cho gọi là cái NATO có thể làm mình làm mẩy với Nga. Tôi nói các bạn nghe vui lắm các bạn. Cái gì chứ tôi nói thẳng các bạn nghe. Bây giờ tới thời điểm bây giờ Nga cứ im thôi à. Tụi bay muốn gì tụi bay cứ nói. Tụi bay thích cái gì tụi bay tao chiều, đúng không? Tao đéo cần tranh cãi. Đó, bây giờ chúng mày gọi là chốt phế tao ra khỏi Hội đồng Bảo an đi. Đồ mẹ nó, tao mà chơi thì chơi cả chơi cứu. Các bạn chứ không thôi nha, bây giờ NATO, EU, G7 bây giờ trông chờ gọi mang gọi cái gái đĩ già mồm để lên án Nga thôi. Nhưng mà cả cái hội đồng
gọi là Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tất cả thế giới người ta đều biết bây giờ NATO và G7 nó là cái lồng què gì rồi. Nó là một lũ ăn cướp. Rõ ràng bây giờ không thể nào mà gọi là lên án Nga được. Bây giờ đúng không các bạn? Bây giờ toàn bộ thế giới còn lại ngoài G7 và NATO, họ đều im lặng. Và nếu cần, họ sẵn sàng, có thể bạn nghe nha, họ sẵn sàng ủng hộ Nga. Bây giờ mang gọi là xin lỗi nha, gái đĩ già mồm lên mà đi trách Nga. Đủ mà, các bạn thông cảm nha. Là trên đây không có chỗ để. Thành ra nó cứ dập dà, dập dình. Để chứ không có chỗ nào để. Dập dà, dập dình. Đủ đĩ mẹ. Đĩ mẹ. Dập dà, dập dình. Rồi. Đó, tôi nói các bạn nghe rồi nha. Đủ con đĩ mẹ nó. Chứ bây giờ mà Nga bây giờ nó đang đắt nó nhiều. Nga bây giờ không cần nói nhiều. Cứ đủ má tà. Đủ má, mày muốn gì tao chơi cỡ đó. Đúng không? Mày nói tao hết vũ khí, tao bắn tên lửa. Y. Các bạn thấy không? Khổ lắm các bạn. Mẹ bây giờ Nga phải nói bây giờ chưa từng trên thế giới, chưa từng có một nước nào. Trên thế giới này chưa từng có một nước nào như nước Nga ở tại thời điểm này. Có nghĩa là một mình một chợ. Đúng là một mình một chợ. Mà chưa bao giờ cái thế giới phương Tây NATO nó lại nhục như vậy các bạn. Nó nhục cực kỳ nhục. Nó nhục mà không làm gì được Nga. Trời ơi, đủ đi mẹ nó chuyên đi xâm lược. Mà vậy mà chỉ đứng ở biên giới của Ba Lan, Rumani, Litva, Latvia, Estonia gào thét: tao sẽ bảo vệ từng tất đất của NATO. Cái mẹ mày chứ, mày bảo vệ cái cha mày cho là mấy con cặc gì tao. Nga đâu có cần. Tôi nói các bạn nghe rồi. Thậm chí tôi nói các bạn nghe, Nga còn không thèm lấy Ukraine trong một nốt nhạc. Nga còn cố tình gọi là chơi kiểu là bò tùng sẹo. Đủ má thiệt, tôi nói thiệt các bạn nghe, tôi sướng lắm các bạn. Tôi sướng lắm luôn. Có nghĩa là Nga bây giờ cứ đép gần nói nhiều, cứ bắn tên lửa UAV kiểu đó, đúng không các bạn? Các bạn coi mấy cái kênh kiếm cơm nữa, đúng không? Các bạn kênh mấy kênh kiếm cơm nữa. Mẹ nó nói gì thì nói cũng phải có thông tin rằng Ukraine bị thiệt hại nghiêm trọng vì ăn tên lửa. Ăn tên lửa, ăn UAV, ăn pháo. Bây giờ cái dàn pháo của NATO viện trợ cho Ukraine bây giờ bị pháo Nga nó dập tơi bời. Đạn thì đéo đủ bắn. Đó, mà cứ nói lính Nga thiệt hại nặng, trong khi là lính Ukraine chắc không thiệt hại quá. Đổ mẹ, tôi đã nói các bạn nghe rồi. Bây giờ nếu như mà Nga thực sự mà có thiệt hại nặng này nọ, đúng như lời chúng nó nói, thì giờ này Nga thua rồi. Tôi khẳng định các bạn nghe luôn. Đổ mẹ, một cái thằng mà gọi là trùm gọi là về buôn bán vũ khí, mà hết vũ khí để cho một cái thằng mà đéo còn vũ khí mà đi xin đi mua khắp nơi, đéo đủ xài, mà nó thắng, các bạn thấy không? Nghe ngứa lồn quá. Nói thiệt các bạn nghe luôn. Đối với cái câu chuyện rõ ràng ai cũng thấy. Các bạn nhớ tôi nha. Cái câu chuyện rõ ràng ai cũng thấy là Ukraine không còn đạn. Và bây giờ mẹ Mỹ bây giờ mà mang cái gọi cái dàn tên lửa Patriot mà qua bên Ukraine làm cái con cặc gì. Đúng không? Mẹ bây giờ đáng lẽ ra phải tấn công. Đằng này đây chỉ để mang mua gọi là viện trợ vũ khí để phòng thủ. Các bạn thấy không? Nhục không các bạn? Bây giờ chỉ có gọi là mang Patriot để chi? Để chống đỡ tên lửa hoặc là UAV của Nga bắn vào Kiev rồi Kharkov rồi các thành phố lớn. Như vậy sao thắng được Nga? Đúng không các bạn? Sao thắng được Nga? Tôi hỏi đơn giản vậy thôi. Đủ đi mẹ, nó phải tấn công Nga chứ. Mà bây giờ Nga nó không tấn công được Nga mà cứ đi phòng thủ kiểu đó là thắng cái con lồn què. Thế mà nhiều người vẫn mong chờ Nga thua. Mới đủ má, tôi nói thật các bạn nghe nhé. Tôi lên đây nhiều khi tôi cũng muốn rằng là có một dấu hiệu gì đó để mà Nga có thể thua. Bởi vì cái dấu hiệu đầu tiên nếu Nga thua là NATO đã ào như sôi vậy các bạn. Ào ào quá rồi, nó đéo cần phải đứng sớ rới siêu đoàn gọi là ăn cả đỏ 101. Nó siêu đoàn dù mẹ cứ như là thuộc loại gọi là sừng sỏ của nước Mỹ. Mà rón ra rón rén đứng ở biên giới Rumani đủ má nhổ lông vút lông liếm lông hù dọa, đúng không các bạn? Tôi nói các bạn nghe rồi. Đủ mẹ Kosovo là một bài học rất là rõ ràng. Tại thời điểm đó Nga vẫn còn chưa mạnh. Năm 99 Nga chưa mạnh. Đủ mẹ Kosovo mà gọi nguyên một đám NATO mang máy bay bom thả âm và coi như Serbia mất hẳn Kosovo. Rõ ràng bây giờ chuyện này không cần phải là tôi nói ra, thì rõ ràng ở đây ai
ai cũng biết. Và hiện giờ cái tình hình Kosovo nó đang nóng lên là cái đám Albany, đúng không các bạn? À, nó ủng hộ người Albany ở trên Đức, gọi là Serbia, rồi nó phá tan cái gọi là liên bang Nam Tư, đúng không các bạn? Cái gọi là tôi nói các bạn nghe nhá, cái gương Tây Đình rành rồi. Nó rành rành rồi mà đủ có đĩ mẹ nó. Chứ bây giờ mẹ nó làm như gái đĩ già mồm. Xin lỗi các bạn, tôi nói thiệt các bạn nghe luôn, không có cái gì để mà chúng ta mang cái câu chuyện Ukraine đang ưỡn nẹo ra, đang rên rỉ. Tại vì đi bú cặc NATO mà bú không đúng lúc. Bây giờ NATO bây giờ cặc bây giờ bị lở loét teo hết rồi. Đéo còn cửa để mà xài nữa. Đủ má nó, cặc không còn chỗ để mà xài nữa. Đó, bây giờ còn bây giờ chơi ngậm cặc giả để hù dọa. Tôi nói thật các bạn nghe, nhiều khi tôi không lên tôi ngồi hết mẹ chủ đề nói. Nhưng mà tôi, bởi vì tất cả những gì tôi đã nói, thì tôi đã nói rồi. Rõ ràng Nga không thể thua được. Bằng mọi giá Nga không thể thua được. Mà rõ ràng vấn đề về kinh tế, chính trị, quân sự, ba mặt, ba mũi giáp công, thì rõ ràng Nga đang thắng, đang có lợi thế. Bây giờ là chưa kể, bây giờ các nước EU bây giờ đang muốn gọi là tố cáo Mỹ rằng là làm lợi trên xác chết, làm lợi trên cái gọi là cuộc sống của đồng minh. Các bạn thấy không? Một cái đám mà đi ăn cướp, một cái đám đi ăn cướp mà cướp ngay ở trong gọi là nôm na các bạn biết là coi như là nguyên ăn cướp xong cái giết nhau để giành phần, thì làm sao mà thắng được các bạn? Đúng không các bạn? Đó, bây giờ thằng Mỹ bây giờ làm giàu từ cái cuộc chiến của EU, của Ukraine. Đúng không? Rõ ràng bây giờ EU đang mửa mực ra để mà ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Trong khi thì mẹ Mỹ lại ăn trên đầu, trên cổ của EU. Đúng không các bạn? Các thấy không? Tôi nghĩ rằng không hiểu tại sao mà tôi không hiểu tại sao mà nó lại chơi khốn nạn như vậy. Đáng lẽ ra Mỹ phải chơi theo cái kiểu đồng lòng để bóp cổ Nga, để Nga chết. Và khi Nga chết thì cái gì cũng được. Nhưng mà rõ ràng bây giờ Mỹ không chờ được ngày đó các bạn. Đúng không các bạn? Mỹ coi như là ăn trên xác chết thối của EU. Và EU bây giờ đang chết, chết vì không có khí đốt. Đó các bạn. Bây giờ mua dầu khí, khí đốt của Nga mắc gấp 3 lần từ Mỹ. Như thôi các bạn vậy làm cái con cặc gì nữa bây giờ. Tôi thấy các bạn nghe luôn. Làm cái gì nữa bây giờ? Bây giờ đi đánh nhau mà đi đánh thằng kia rồi bây giờ đã xong đó rồi, tranh thủ chơi nhau. Thì tôi hỏi các bạn bây giờ, tôi nói đơn giản ở trong cuộc sống bình thường thôi. Chơi như vậy sao bền, làm sao mà thắng được? Đó phải không các bạn? Trong khi Nga lại đang được các nước khác như là Ấn Độ, Trung Quốc, đúng không? Rồi là gì? Bây giờ Iran, như Triều Tiên bây giờ âm, đúng không? Rồi các nước khác, bây giờ Nam Phi, rồi Brazil, rồi các nước người ta đều ủng hộ Nga. Như vậy các bạn thấy không? Đáng lẽ ra Nga phải bị chết. Đằng này đây, thí dụ như là ở Mỹ nói bây giờ tao cung cấp đủ máy rẻ, cái giá rẻ hơn, khí đốt và dầu khí rẻ hơn cho thằng EU, thì dân EU nó sẽ đồng lòng chơi Nga. Nhưng mà cuối cùng các bạn thấy không? Đổ mẹ nó. Trời ơi, mẹ giá gấp 3, gấp 4 lần thì thôi chết con ý mẹ rồi. Mẹ mùa đông này, các bạn thấy không? Đó, Mỹ vừa rồi, ngày 23, 24, 23, bão từ gọi là Bắc Cực tràn xuống. Trời ơi, nó ngập đủ má sinh. Mưa xuống mà chưa kịp tan mang, băng nó đóng đông lạnh, coi như là cái nhà nó như là coi như là coi như là một cái thế giới thạch nhũ đó. Và bây giờ tôi hỏi các bạn, bây giờ mà châu Âu mà bị một phát thôi, tôi nói thiệt các bạn nghe nha, trời khốn nạn, ông trời khốn nạn, khốn nạn mức độ mà chơi kiểu đó hỏi làm sao mà bền được các bạn. Chơi vậy thì đủ mà nhất bên trọng nhất bên khinh, chơi kiểu đó mà chơi Nga, kiểu chơi mà ủng hộ Nga như vậy thôi còn cái đéo. Không có cạc gì để chơi nữa bây giờ. Nó khổ lắm các bạn. Bây giờ tôi nhìn khắp nơi, bây giờ mùa đông này mới có đầu đông luôn các bạn. Đồ má mới có đầu đông rồi các bạn. Qua tới mùng 1 Tết, mùng 1 Tết Tây. Qua đấy gọi là đằng này này. Chủ nhật. Đồ má. Ôi trời ơi các bạn ơi. Tôi đã nói rồi, mùa đông này về trên quê ta, khắp đất trời tuyết rụng bao la. Mà điện thì đéo có. Điện không có, tôi nói các bạn nghe ở Mỹ, rồi New York các bạn, đồ mẹ bão mà điện mất điện luôn ấy. Mà thỏa các bạn nhiều, tôi nói bạn nghe nhá, cái cỡ mà bão rồi bão tuyết như vậy, mẹ điện mất một ngày thôi, hai ngày, ba ngày là đủ chín, là đủ thành gọi là món gọi là thịt nấu đông rồi các bạn.
Mà đừng có nói bây giờ mà Ukraine bây giờ các bạn thấy không? Ukraine bây giờ đổ má Nga chơi kiểu đó sao chịu nổi các bạn? Đùa giá chót cũng phải 3 tháng nữa. Nhanh nhất 3 tháng nữa là mới đầu xuân nữa các bạn. Mà 3 tháng nữa đầu xuân thì vẫn còn lạnh lắm các bạn. Phải tới tháng 7. Phải tới tháng 7 nó mới gọi là được trời mát mẻ. Chứ bây giờ từ giờ tới tháng 7, 5 tháng nữa. Tôi nói các bạn nghe, châu Âu và Ukraine chỉ có chết chắc. Nhiều người không hiểu rằng là tôi nói rằng mùa đông. Nói mùa đông là không có gì cả các bạn. Mùa đông thì thực ra mình nói châu Âu với cả Ukraine thì cũng là hồi xưa thì Ukraine cũng là Nga. Thì cái mùa đông ở Nga hay là của Ukraine nó đều giống nhau. Nhưng mà ở đây các bạn phải hiểu cái mùa đông ở đây là gì này. Là trong trường hợp mùa đông mà các bạn đéo có điện, không có ga, không có điện, không có nước nóng, không có khí đốt. Thì để sửa ấm đó là cái khốn nạn các bạn. Đó là cái khốn nạn. Chứ không phải là cái chuyện rằng là mẹ lính Ukraine không đánh được mùa đông. Không phải các bạn. Họ đều là người Nga. Họ đều hiểu như vậy. Nhưng cái vấn đề là từ một cái nơi mà như dân Nga thì hoàn toàn không thiếu cái gì cả. Đúng không? Đó, không thiếu cái gì cả. Đặc biệt nhất là coi như là điện, ga. Đúng không? Mà trong khi Ukraine thì hơn 50% hệ thống cơ sở hạ tầng về năng lượng của Ukraine đã tan nát rồi các bạn. Tan nát rồi. Bây giờ tôi nói các bạn nghe nhanh nhất. Tôi nói các bạn nghe nha. Bây giờ gọi là nhanh nhất để yên chiến tranh kết thúc ngày hôm nay. Thì tôi cho là sớm nhất. Sớm nhất là cũng phải 3 tháng cho tới 6 tháng nữa. Mới Ukraine mới có thể gọi là sửa chữa tạm thời. Tôi gọi là sửa chữa tạm thời cái hệ thống điện và khí đốt. Để mà cho dân qua cái cơn hoạn nạn mùa đông này về trên quê ta. Đúng không các bạn? Các bạn cứ nghĩ đi. Ở một trong một cuộc chiến, trong một cuộc đối đầu, mà một cái thằng kia thì đang bình thường mà là tự nhiên mất đi 50% cái khả năng tự vệ. Có nó đơn giản như thế. Hai thằng đánh nhau mà chỉ cần sơ sẩy mà có như một cái đòn bị phá thế là đã tiêu mẹ nó rồi. Còn đằng này đây mà chết chắc. Mẹ EU còn chết. Mẹ Mỹ cũng chết. Thì làm sao mà cứu thằng Ukraine các bạn? Làm sao mà cứu được? Tôi hỏi các bạn đơn giản vậy thôi. Đúng không? Mấy thằng nghèo mà sao cứu cái thằng mạt được các bạn? Ông bà nói rồi. Lá lành đùm lá rách. Mà lá nát đùm ná. Lá tả. Không, đùm thôi các bạn, đùm bọc thôi. Để mà tai qua nạn khỏi cái mùa đông này thôi. Khổ lắm các bạn. Tôi đã các bạn nghe rồi, khổ lắm. Bây giờ tôi đã nói trời hại. Gọi là trời hại. Người tính không bằng trời tính. Mà rõ ràng bây giờ tôi ngay từ đầu tôi đã nói chết mẹ rồi. Đủ từ tháng 2 mà cầm cự cho tới cuối năm nay là 10 tháng. 10 tháng mà coi như là bây giờ là vô cái thế mà trời hại. Mùa hè thì có thể không có điện, không có này, không nọ, không sao. Nóng chút không sao. Nhưng mà bây giờ mùa đông mà đéo có điện, đéo có nước nóng, đéo có khí đốt. Đủ má, tôi nói các bạn nghe nhé, nó còn ác liệt hơn cả chết đói. Hơn cả nóng các bạn. Toàn bộ người cứng như đá. Giống như gọi là ở Buffalo các bạn. Đủ thằng da đen nằm chết úp mặt trên tuyết. Chết úp mặt trên tuyết. Trong khi chính phủ yêu cầu không được ra khỏi nhà. Không được ra khỏi nhà trời lạnh. Nhưng mà vẫn có thằng đủ má nằm chết ở mặt đường. Các bạn tưởng tượng được không? Hả? À, Mỹ là cái xứ sở coi như thiên đường mà. Thế mà đủ má cũng có người nằm chết úp mặt lên tuyết mà chết. Các bạn nghĩ xem. Tôi nói đơn giản vậy thôi. Đủ má. Tôi đã nói rồi. Đủ mà tôi nói ra thì bị mang tiếng rằng là người ta kêu gọi là bưng bô Nga. Tôi đéo bưng bô. Tôi không bưng bô. Hồi trước tôi chửi quá sọc. Nó nói tôi là bò đỏ. Đỏ cái lồn. Đổ mẹ. Tôi hiểu rõ cái bản chất của cái sự việc, của sự sống của cái đám ba sọc. Thì chúng nó quê, chúng nó kêu gọi là bò đỏ. Đủ đi mẹ. Chúng mày ngon nhà cha ông, chúng mày có bỏ chạy. Đúng không? Đủ mẹ. Hồi xưa là Pháp ngon thì đâu bỏ chạy. Đủ mẹ từ Bắc vào Nam. Chúa vào Nam. Đi con đi mẹ, tôi ngồi tôi buồn gãi cặt, tôi nói ủa Chúa tạo ra gọi là trái đất này mà, Chúa tạo ra mọi vạn vật mà, tại sao Chúa chạy từ Bắc Kỳ vào Nam Kỳ? Tôi đéo hiểu Chúa đó là Chúa gì đó các bạn.
Chúa đéo gì mà tạo ra cả một cái thế giới, tạo ra cả một cái vũ trụ mà đi, mẹ đi trốn từ Bắc Kỳ vào Nam Kỳ ở cái xứ Việt Nam nhỏ bằng cái lỗ mũi ấy. Cuối cùng Chúa là Chúa gì các bạn? Đúng không? Chạy đủ đi mẹ, chạy 1 triệu con chiên vào Nam, tưởng đâu dùng con chiên nó để chống lại mẹ Việt Cộng, Cộng sản, nhưng mà đéo được, chạy qua bên Mỹ, chạy khắp nơi, vẫn quay là đá đạo Cộng sản, đi có đi mẹ. Tôi nói các bạn nghe, nhiều khi tôi đã nói thiệt là cái thằng Ukraine này nó còn tệ hơn thằng Thiệu nữa các bạn. Tệ hơn cái gọi Việt Nam Cộng Hòa nữa. Tệ hơn nữa các bạn. Chứ không phải bằng nữa các bạn. Tại vì sao? Tại vì Mỹ và NATO, đặc biệt là Mỹ, chưa dám mang quân vào Ukraine mà. Mới chỉ viện trợ thôi, làm được cái cạn chứ. Viện trợ làm cái đéo vậy. Mang quân qua còn chưa ăn. Mang qua Afghanistan 20 năm. Taliban chỉ ở trên núi, trốn trên núi, đéo xuống dưới, cũng không thắng được Taliban. Đúng không các bạn? Rồi Mỹ nói rằng phải 3 tháng, 6 tháng sau thì chính quyền của Afghanistan mới sụp đổ. Đủ mẹ nó nuôi cả một chế độ gọi là tổng thống Hamid Karzai. Coi như cả một chế độ đã được nuôi 20 năm. Đéo tới 1 tháng sụp đổ nhanh hơn cả đủ mấy Mỹ mất chinh. Rồi Việt Nam Cộng Hòa cũng được quân đội hạng tư thế giới, có thể của quân đội Việt Nam Cộng Hòa có thể hơn hẳn quân đội Afghanistan. Vậy mà cũng chỉ trong vòng một chớp nhoáng từ nghi di tản chạy nữa các bạn. Tôi nói các bạn nghe, nhiều khi không muốn nói ra sợ cái đám gọi là ba sập hay là cái đám gọi là bu cặc Mỹ, chúng nó buồn thôi. Nó buồn thì nhiều khi tôi cũng mất vui. Tôi muốn chúng nó vui nhưng mà để cho nó làm đĩ, để nó mua vui, nhưng mà cuối cùng như làm đĩ không được. Mua cái cạc vậy đó bây giờ. Tôi nói thiệt các bạn nghe, khổ lắm các bạn. Mồm tôi nó nhiều khi tôi lên tôi nói mà các bạn để ý đi. Mẹ tôi nói cái gì tôi chửi cái gì là cái đó đúng rồi. Đổ má tôi chửi mẹ Ukraine, chửi NATO, chửi phương Tây. Mà cho tới bây giờ tôi nói các bạn nghe, tôi mong tôi sai. Thực sự tôi mong tôi sai. Nhưng mà đủ má nó đéo sai. Tôi muốn tôi sai để dù gì thì tôi cũng còn có cái mà để mà, xin lỗi các bạn nghe nhé, để tôi có cái sự, để tôi còn suy gẫm lại, tôi phải bình tĩnh lại mà tôi rút bài học kinh nghiệm cho tôi. Chứ nhiều khi nói xàm quá người ta nghe ta cười. Chứ không nhiều thằng tướng tá đó, đủ cái đĩ mẹ nó, chứ tướng về hưu rồi. Đồ mà Zelensky là một thời thế tạo anh hùng. Cái lồn mẹ mày, bà con bà nội mày, bà ngoại mày làm đĩ. Giờ mày nói rằng là đủ mẹ mày, bà nội bà ngoại mày làm được phong là Việt Nam, mẹ Việt Nam anh hùng à. Địt con đĩ mẹ. Thế tốt thiệt các bạn nghe nhé. Ở đây thì ở cái thị trường mà lên đây, cái câu chuyện giữa Nga, Ukraine đủ loại cho bạn. Từ thằng chạy xe ôm cho tới cái thằng trời ơi đất hỡi, cho tới cái thằng cựu tướng tá, cựu mẹ viện phó viện nghiên cứu chiến lược Bộ Quốc phòng, rồi Bộ Công an, các bạn giúp tôi nhé. Các bạn là đại tá hay là thiếu tướng, cục trưởng, cục gọi là này nọ thôi không nói, chẳng là cái gì cả, cục hình sự, đúng không? Rồi là cục hành chánh trật tự, các loại cục cảnh, hoặc là cục hậu cần thôi không nói. Mà ở đây lại khoe ra rằng cục viện chiến lược của công an và của Bộ Quốc phòng. Các bạn nhớ cái viện chiến lược nó không phải giỡn đâu các bạn. Nó giống như cơ quan tham mưu mà cấp cỡ Bộ Quốc phòng các bạn. Cơ quan tham mưu. Các bạn nhớ là cán bộ tham mưu nó khác đến cán bộ lùm đi tác chiến. Đó, giống như cái thằng giám đốc kinh doanh nó khác với cái thằng độ má, cái thằng đi bán hàng, cái thằng gọi là kỹ sư giỏi, nó khác nhau các bạn nhé. Giám đốc kinh doanh nó khác. Đó, thì rõ ràng ở đây tôi thấy rằng là đây là một cái chiến trường mở để cho mọi người, tôi gọi là mọi người, thượng vàng hạ cám, để có thể lên đây để dùng cái tư duy của mình để mà phân biệt. Tôi nói lên đây chẳng có đéo gì cả, lên đây chỉ có nói cho sướng miệng thôi. Nhưng mà rõ ràng là cái sướng miệng ở đây nó phải nằm ở trong cái tư duy, nó nằm trong cái phẩm chất, nằm trong cái gọi là cái bản lãnh của cuộc sống. Tôi không nói những thằng mười mấy 20, tôi không nói thằng đó, tôi đang nói những cái thằng mà cỡ chừng 40 mấy 50 trở lên, thậm chí mấy thằng về hưu là 60 ngoài nữa các bạn. Có nghĩa là chúng nó là phát khoác áo quân đội công an. Thì chúng nó không thể nào nói rằng đi có lý mẹ mày, trời ơi, em khoác áo chơi vậy thôi chứ em đã biết cái lùng què gì hết.
Nhưng mà thực ra mà nói tôi nói thiệt các bạn nghe luôn là về vấn đề gọi là cơ cấu thì lên được chức 1001 kiểu, 1001 kiểu. Các bạn lên chức chỉ vì là thâm niên, được anh 3, anh 7, chú 5, chú 6, cô 10, cô 3, cô 3 đưa lên vì cơ cấu đầy các bạn, đúng không? Con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, nhưng mà ra đời là ngu như con trâu. Cuối cùng rồi được lên chức ngồi đó thôi, thì chờ giờ hưu đó các bạn. Đó là thiệt các bạn nghe luôn. Chứ nếu thực sự mà ngon lành thì đã lên tới gọi là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhá, các bạn nhớ tôi nhé, hoặc Bộ trưởng Quốc phòng rồi. Chứ không thể nào mà lên Cục Nghiên cứu Chiến lược để rồi làm cục phó để đi về chăn vịt. Nhưng mà vịt còn khoác cái áo mang lên khoe tính kiếm cơm, ai ngờ cơm này là cơm hầm, cơm hưu, bống bống bang bang. Chớ ăn cơm hầm, cơm hưu nhà người, ăn vô chúng độc giải đành đạch chết có đi mẹ bống ơi. Tôi nói các bạn nghe khổ lắm các bạn. Tôi là cái thằng lĩ nguyện. Tôi chỉ dùng cái tư duy của cái thằng gọi là trời ơi thôi, gọi là lang bang các bạn. Tôi lang bang khắp thế giới, tôi là dân đen. Nhưng mà tôi ở đây tôi chỉ nghĩ đơn giản, tôi nhìn thấy sự việc đó tôi nghĩ rằng là không phải riêng tôi. Mà tôi thấy rất nhiều, tôi thực tế mới nói, có thể nói là khán giả người ta nhìn người ta biết tôi nói đúng hay nói sai. Đúng không các bạn? Luật mà, đơn giản các bạn. Các bạn có thể không biết hát, nhưng các bạn biết ca sĩ nào hát hay hát dở. Các bạn có thể không nói được, nhưng mà các bạn biết người nào nói đúng hay nói sai. Tôi cho điều này nó là bình thường các bạn. Ai cũng làm được, chẳng phải riêng gì tôi hay các bạn. Nhưng mà tại sao những cái thằng gọi là có sách, có tướng, có số, có danh, có phận mà lên rồi các tổ chức gọi là đổ cái đám kiếm cơm mà mang danh gọi truyền thống, gọi là thông, gọi là gì, cơ quan truyền thông của nhà nước, nó chỉ mang danh thôi các bạn, nó đéo phải là cơ quan truyền thông chính thức, nó chỉ là tên thôi, giống như VTC Now, FBNC rồi này nọ, tức là bạn nghe cái đó chỉ là mang danh thôi, chứ thực tế là cơ quan truyền thông nhà nước người ta đéo phải, nó không phải là chuyên ngạch chính ngạch, mà nó chỉ là tiểu ngạch, nó gọi là tiểu ngạch, tức là kiếm cơm thêm. Thì tôi đang nói các bạn nghe vậy này, tôi đưa những sự kiện để cho các bạn hiểu được bản chất vấn đề. Như tôi đã nói cái vụ mà đại học trước năm 1990 thì thi đại học khó lắm, thành ra là đậu được đại học là niềm mơ ước. Sau đó tới năm 90 thì bắt đầu năm 1990 nhà nước bắt đầu mở hệ đại học, tức là tất cả những ai có bằng tốt nghiệp phổ thông đéo cần phải thi, thi rớt thi đậu đéo nộp tiền, để nhà nước nuôi, lấy cái tiền đó để mà nuôi gọi là cán bộ giảng dạy ở các trường đại học để họ tâm huyết hơn với nghề. Và đó là nảy sinh ra cái gọi là hệ đại học mở ghi danh, gọi là ghi danh đóng tiền học, xong ra là có bằng đại học để thỏa mãn cái mơ ước làm sinh viên, hay là chúng tôi chỉ đi học để có trình độ đại học. Thì tôi cũng có một thông tin là bạn của tôi năm 1990 nó học gọi là đại học luật, ngành đại học luật của Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó thì đồng chí Trương Tấn Sang trước đó thì đăng ký là trước khi mà đi làm chủ tịch thành phố, chủ tịch thành phố thì nói rằng khoe là kỹ sư nông nghiệp. Rồi sau đó khi đồng chí năm 1990 thì đồng chí Trương Tấn Sang, chuyện này rõ ràng tôi nói xấu nha, sự thật nha, đồng chí Trương Tấn Sang đã từng về trường tổng hợp đi để mà khuyên nhủ dạy bảo các bé sau này. Thì đồng chí Trương Tấn Sang hồi đó đang tại chức và đăng ký học đại học ngành luật, đại học mở, ngành mở, ngành luật, đại học mở của Đại học Tổng hợp. Và đồng chí Trương Tấn Sang bây giờ là có chức danh là đó là cử nhân luật, còn mấy chức, mấy cái bằng khác chắc là bán lạc son hết rồi. Đó, để tôi nói cho bạn nghe chỗ đó. Đó, ở đây chúng ta nói thẳng là ở đây vậy nè. Thì bây giờ các bạn, đó, rồi sau này bây giờ nó đẻ ra hàng, coi như là theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hiện giờ là có 240 trường đại học. Nhưng mà bây giờ Bộ Giáo dục Đào tạo lại khôn lắm các bạn. Bộ Giáo dục Đào tạo bây giờ là đề nghị là lập ra hai loại đại học, một cái là trường đại học và một cái là đại học, để Bộ Giáo dục Đào tạo phân tách. Thì hiện giờ thì 240 đại học, các trường đại học thì đã được tách ra còn 234 trường đại học và có 6 đại học. Thì tôi ngồi tôi bươi bươi moi moi mà hồi tôi nó chết mẹ rồi. Sáu cái gọi đại học mà không có chữ trường này á,
thì nó là gần như là 100% những cái trường gọi là chính quy từ cái thời trước năm 1990, gọi là trường chính quy. Mẹ bộ đại học khôn lắm các bạn, phải ngăn ra chứ, chẳng lẽ là cứ có tiền mở ra trường đại học tự nhiên nó bằng mất cái chị à? Đó, thì tôi nói các bạn nghe, quan chức cũng vậy các bạn. Mẹ quan chức bây giờ 3, 4 bằng, 5 bằng, nó giống như là, xin lỗi các bạn nghe nhé, mẹ mang cân ký cũng được các bạn. Tại sao? Tại vì người ta có thể bỏ tiền nó đi học ở các trường đại học, không cần chuyên ngành, gọi nôm na là không chính quy. Đúng không các bạn? Các bạn phải học đại học luật kìa, đại học luật thành phố Hồ Chí Minh kìa. Thì các bạn nằm trong đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thì cái bằng luật nó mới có giá trị. Còn các bạn học cũng học đại học luật, cũng học ngành luật của các trường khác, gọi trường dân lập, thì cũng là đại học luật. Trời ơi, mẹ tiến sĩ luật được, giáo sư luật được nữa kìa. Đúng không các bạn? Đó, thì các bạn bây giờ rất nhiều cán bộ chúng ta có 3, 4 bằng đại học ngất trời luôn, mà toàn kể cả giáo sư tiến sĩ cũng có luôn. Thì ở đây tôi đang nói chỗ là tôi không nói tất cả, nhưng mà có rất nhiều trường hợp cán bộ cũng được lên tới chức đó rồi này nọ, cũng được lên này nọ, rồi sau đó về hưu quên mẹ mất gốc gác của mình, quên mẹ rằng là đi, mẹ quên đi vài, gọi là vài thưa che mắt thánh. Tôi đã có bằng gì cả, tôi là cái thằng vô học, tôi chạy lông nhông. Thì trở lại cái câu chuyện tôi nói các bạn nghe rồi, Ukraine và Nga rõ ràng ai cũng nhìn thấy, rất nhiều người ta nhìn thấy Nga không thể thua được. Tôi cũng nói Nga không thể thua được, tôi đang mong có dấu hiệu gì để Nga thua, nhưng mà không thấy, tìm đỏ con mắt đéo thấy Nga có dấu hiệu gì để thể hiện là Nga sẽ thua. Tôi nói các bạn nghe rồi, nếu mà Nga thua thì thế giới này xong rồi các bạn. Tôi đảm bảo các bạn nghe luôn. Vấn đề ở đây chúng ta không chỉ nhìn đơn thuần là Nga thua hay thắng. Tại vì bây giờ NATO nó đang làm mình làm mẩy. Mà bây giờ nếu mà Nga mà thua thì thôi, trái đất này, thế giới này nằm trong NATO xong rồi các bạn. G7 nó thành cái G lồn, nó thành điểm G của gái thôi, dễ đặt sướng. Ôi đã quá, đủ nó xong rồi các bạn. Bây giờ gái đĩ bây giờ các bạn thấy không? Bây giờ các bạn thi hoa hậu các loại đẹp, bây giờ đủ tốt các bạn nghe nhé. Trời ơi, trang điểm Photoshop các kiểu nghiệm nhúng nhảy ra là xong cái là coi như là nó gọi là hồng nhan bạc tỷ. Nó là một dạng đĩ các bạn. Đúng không bạn? Hồng nhan. Tôi nói các bạn nghe nhé. À, hồng nhan là vậy nè, cái người đẹp, đẹp nét. Đúng không? Đẹp hình thể, đẹp nét. Còn bây giờ chỉ đẹp hình thể không thôi mà đi, mà để đi kiếm tiền gọi là hồng nhan bạc tỷ, tức là cái nghề làm đĩ có giấy phép. Đúng không các bạn? Có gì đâu các bạn, khác gì con đĩ đứng ở tao đàn, đứng ở Huyền Trân công chúa hay là Nguyễn Bình Khiêm. Đó, hay là ở khu Gò Vấp. À, cái đường gì quên mẹ tên. Tôi nói thật các bạn nghe luôn. Bây giờ chúng ta không thể nào so sánh một con đĩ có sắc với cả một người phụ nữ đoan trang. Không thể được các bạn. Bây giờ xã hội của chúng ta bây giờ nó đang nhập nhằng trong cái chuyện là giữa tài sắc và cái gọi là tiền. Đúng không các bạn? Nó đẻ ra những cái danh hiệu mà nghe rất là to. Nhưng mà đó là lũ ăn cướp, một lũ đĩ. Không phải người bình thường các bạn. Cái người phụ nữ mà họ đẹp thì họ không biết họ đẹp như thế nào, và họ gần như không thấy họ đẹp. Họ chỉ muốn có một người đàn ông, một người chồng để mà họ yêu, họ hy sinh. Chứ không phải là họ mặc đồ, họ đi mua đồ hàng hiệu, rồi họ đi nhuộm tóc xanh đỏ vàng trắng, rồi đi con đĩ mẹ, rồi làm coi như đéo còn nhận là người Việt Nam nữa các bạn. Mà rõ ràng bên Hàn Quốc thì nó bị cái tình trạng đó. Tức là đứa nào giống nhau, sửa giống nhau, cũng nhìn đéo biết đứa nào là đứa nào, đéo biết. Bây giờ Việt Nam bây giờ các bạn nhìn không? Mẹ nó còn như Triều Tiên, như y Hàn Quốc luôn, đéo biết là người Việt Nam nữa. Trời ơi, cái người Việt Nam mà đi nhuộm tóc vàng, trời ơi. Trời ơi, nó các bạn nghe đủ, nhìn ứa lồn luôn. Nói thiệt các bạn nghe luôn. Ứa gan luôn, vì tôi nghĩ là tự nhiên tại sao mà họ lại cho rằng là nhuộm tóc vàng là tự nhiên thành các bạn. Ở đây tôi không nói xấu, nhưng mà rõ ràng khi mà bạn lên trên mạng xã hội này, nếu bạn là cái người tư duy ngay thẳng thì có gì nói đó. Còn cái mà bạn cố tình bạn nói không xảy ra, gọi nôm na là vẽ voi vẽ chuột, thì rõ ràng đó là tư duy, đó là gì, là tư duy, đó là tư duy gọi là gái ngành. Tôi nói thế các bạn nghe luôn. Ở trên đời này cái tư duy nó quan trọng lắm. Tư duy nó đúc kết của cái sự rèn luyện gọi là vào đời ra đời.
để người ta có một cái nhìn, để người khác nghe người ta cảm thấy tôn trọng. Chưa chắc cái điều đó người ta đã nuốt được nhưng người ta cảm thấy đúng. Sự thật thì luôn đúng. Đương nhiên sự thật thì nó sẽ gây cái đau cho những người nào mà không thật. Đơn giản, do đó là trở lại cái câu chuyện ở Nga, Ukraine, tôi đã nói rồi. Trời ơi, Nga cố tình đánh bay, đánh bươi, rút về, đúng không các bạn? Rồi Ukraine cứ chạy, cứ thua, không có vũ khí, mà lại cứ thắng. Các bạn thấy không? Rõ ràng ở đây là cái thế. Coi như là Ukraine nói rằng Nga bây giờ là đánh tên lửa, đánh pháo như vậy, pháo nhiệt áp như vậy, rồi tên lửa các kiểu. Mà vẫn Ukraine vẫn kiên cường chống đỡ, đỡ con mẹ gì, ôm hết trọn luôn. Tại sao Nga nó đéo đi mà nó đứng một chỗ nó bắn hoài? Các bạn thấy không? Tôi thấy lạ. Tôi cũng thấy lạ. Tại sao mà Nga nó đéo chịu đi mà nó cứ đứng một chỗ nó bắn kiểu đó? Tôi hỏi các bạn. Các bạn tưởng tượng đi. Nó đứng nó dập. Và rõ ràng là nó bắt Nga chơi cái bài là càng ngày tôi càng nhận ra là Nga chơi cái bài là gì? Bắt Ukraine phải tới, phải tiến, phải đến. Chứ bây giờ Nga không thèm đi nữa. Nga đứng chỗ. Bây giờ chúng mày bắt buộc chúng mày ở đâu thì ở, đúng không? Chúng mày vẫn phải mang quân đến, chúng mày không chiếm chúng mày thua rồi. Đều thế không biết. Tôi nói thiệt các bạn, đều lắm các bạn. Bây giờ Nga chơi cái bài ta ngồi chỗ vậy đó. Đồ má, tao đổ nước sôi cho đàn kiến thôi. Bây giờ kiến bu rồi đúng không? Mà bây giờ kiến mà không bu nữa là thua rồi. Bây giờ Ukraine bây giờ đéo dám gọi là chiếm Kharkov. Không dám cho lính chiếm Kherson. Rồi là Donetsk. Rồi là Lugansk. Thì hỏi thua mẹ nó rồi. Mà tôi là các bạn thấy không? Mẹ Nga đều khốn nạn thế không biết. Nói thiệt các bạn luôn. Những cái vùng mà Nga chừa để cho Ukraine phải mang quân tới. Mà Ukraine đéo mang quân tới thì thôi nhục lắm các bạn. Đúng không các bạn? Các bạn nghĩ xem, có phải là Nga cực kỳ khốn nạn các bạn? Đúng không? Bây giờ Nga đáng lẽ Nga phải giải phóng thì Ukraine sẽ thua ở trong là gì? Là Nga mạnh quá thôi, tao phải thua. Còn bây giờ Nga chơi đều, Nga đéo thèm tiến. Nga cứ đứng một chỗ, mẹ bắn pháo với cả coi như là UAV với Đài Bắc kiểu đó. Tôi hỏi các bạn, lính Ukraine cứ bị nướng, đúng không? Mẹ bây giờ chẳng lẽ những cái vùng gọi là vùng Kharkov, vùng Kherson mà Ukraine bỏ chạy. Đi khỏi thì thôi đánh làm đéo gì nữa. Đánh gì nữa vậy các bạn? Nga mở đường để đất mà đéo giữ được thì thôi thua rồi. Các bạn nhục không ạ? Các bạn thấy nhục không? Đúng không? Bây giờ Nga là chơi đều, Nga nói tao đánh Donbass, tao giữ Donbass thôi, tao giữ Kherson, tao giữ Zaporizhzhia, tao đéo thèm đi chỗ khác. Bởi vì tao đã nói là tao bảo vệ đất của người Nga. Đúng không các bạn? Các bạn thấy chưa? Ủa mà đều thiệt các bạn. Đéo thèm đi tiếp, đéo thèm đi chiếm thêm. Cứ đánh chỗ nhỏ thôi. Rồi sau đó cứ tà tà vô, vô, nhau vô, nhau vô. Nhau vô là tao dập. Nhau vô là tao dập. Mà dập kiểu này Nga khốn nạn vậy này. Dập cuối cùng dập Ukraine mà NATO chết. Mẹ mới khốn nạn các bạn. Dập Ukraine mà EU chết. Các bạn thấy không? Đủ má chơi kiểu đó, tôi nói các bạn nghe nhé. Chưa một ai chơi được. Hồi xưa Lenin gọi là lập ra cái gọi là Liên bang Xô Viết, đúng không các bạn? Dập tan nát chủ nghĩa tư bản. Rồi khi Lenin chết thì đương nhiên chúng ta phải hiểu, nên khi mà Lenin chết rồi thì từ từ tam sao thất bản. Tới cái thằng Gorbachev thì coi như là mất gốc rồi. Thì thôi thì tôi nghĩ là cái số nó vậy rồi các bạn. Cái này thì chúng ta phải công nhận là cái số nó hết rồi các bạn. Nhưng mà cuối cùng rồi thì vẫn còn ông Putin. Dù gì vẫn còn ông Putin. Tại vì ông Putin thì sinh năm 50, năm 52, năm nay 70. Thì ông Putin đã từng gọi là năm 52 là chắc chắn là ôm trọn cái gọi là những cái thời kỳ mà cái thời mà gọi là nhỏ đã được rèn luyện, đào tạo. Thì đó đang bây giờ dù gì thì nước Nga vẫn còn Putin như vậy các bạn. Đó. Thì rõ ràng là ông là nói gì thì nói được, các bạn thấy không? Tôi không phủ nhận rằng là mỗi một giai đoạn đều có người gọi là người tài, người giỏi và người dở. Nhưng mà nhân tài, nghe nhé, riêng nhân tài, các bạn thấy không? Nguyên một cái đám EU, NATO, các bạn thấy không? Đủ mẹ nó. Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Anh, các bạn thấy không? Đủ má nó, nhục ơi là nhục. Đéo làm gì được Nga. Để nghĩ ra cái trò cấm vận.
để rồi tự mình thắt cổ mình. Nói theo cái kiểu mà tự mình thắt ống dẫn tinh mình để mà vô sanh. Nhục các bạn. Các bạn để ý đi. Đủ mẹ áp gọi là cấm vận, áp giá trần thì ít ra cũng phải thắng. Đằng này đủ má, càng áp, càng bóp, càng cắt, càng cấm, mình càng chết. Thì thôi, hoặc các bạn đẻ kiểu đéo với kỳ vậy. Mình làm cái gì mà có lợi, làm càng bất lợi, đáng lẽ ra người ta phải nghỉ. Đằng này không, đủ má cho tới giờ chót, xả láng sáng về sớm, chết là chết luôn. Đúng là như vậy, đúng là như vậy. Các bạn thấy không, địt con lý mà, tôi nói thiệt các bạn nghe luôn. Rõ ràng bây giờ là đúng là như vậy. Bây giờ EU bây giờ chết. Chết mà coi như là nhiều thằng nó chết mà chết đùm luôn. Chết mà coi như là cắm đầu vào nhau mà chết. Cái thằng khôn ấy là cái thằng nó phải rút ra. Đằng này không. Vẫn phải cắm đầu vào để mà chết. Chết trong danh dự. Nhục thiệt là nhục. Thành ra là cái nhiều khi tôi lên đây á, tôi cũng không muốn nói nhiều. Tôi chỉ thích bàn cái chuyện trời ơi thôi các bạn. Tại vì cơ bản nền tảng nó là như vậy rồi. Những cái gì tôi nói nó giống như cái khung nhà bê tông rồi. Bây giờ tôi chỉ có gọi là xây gạch chét vữa lên để tạo ra phòng này phòng nọ. Tôi nói thật các bạn, không còn gì để nói nữa vậy. Tôi mong rằng là Nga có gì đó nó sơ hở, nhưng mà Nga càng quýnh càng chắc. Mẹ phải nói càng quýnh càng chắc. Chắc đến mức độ mà coi như là độ coi như mẹ phương Tây NATO bây giờ gần như bây giờ là rên như cha chết. Bây giờ vũ khí không đủ mà sai. Bây giờ mà nếu như Nga mà nó nứng cặc đủ nó quýnh qua bên Rumani, nó quýnh qua bên gọi là Anh, gọi là Ba Lan, rồi nó quýnh luôn cả cái đám Litva, Estonia, Latvia thì tôi đéo biết là NATO lúc nó dễ kiểu gì nữa các bạn. Tôi nói thiệt các bạn. Tôi đang suy nghĩ là bây giờ lỡ mà tôi mà ông Putin ông chơi quýnh Ba Lan, mà quýnh Rumani, quýnh Ba Lan, quýnh Litva, Estonia, Latvia, tôi làm bà các bạn nghe luôn, NATO đéo còn gì để mà đỡ. Cũng giống kiểu như là thằng Kuleba đủ má rồi là, bên Ukraine nó nói rằng bây giờ phải khai trừ Nga ra khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thường trực Hội đồng Bảo an, địt có đĩ mẹ nó chứ. Tôi nói thiệt các bạn nghe, nếu xảy ra trường hợp mà khỏi khai trừ nó Nga sinh ra đấy, thì tôi hỏi thế giới bây giờ còn con cặc gì để mà áp đặt Nga, kêu Nga là vi phạm nhân quyền hay là vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc, đúng không các bạn? Lúc đó là làm con cặc gì Nga đấy bây giờ? Nga nói với ta một mình một chợ, ta đéo làm trong nhà chúng mày, người ta đéo theo luật của chúng mày, đơn giản vậy thôi. Tôi hỏi lúc đó là làm con cặc gì Nga bây giờ, cấm vận cái gì nữa bây giờ? Và tất cả những nước khác nó đang ở tôi. Nga không nằm trong, Nga đéo nằm trong cái gọi là Liên Hợp Quốc này, thì cho đó chúng tôi đéo có ràng buộc gì hết. Đúng các bạn, người ta chỉ ràng buộc ở trong hội nhóm với nhau thôi. Còn ở đây nó nói bây giờ chúng tôi đằng dính dáng đéo vậy đó. Đâu mà đạn quạ chúng nó bu theo Nga rồi tạo ra một cái Liên Hợp Quốc mới này, giống như là gọi là hội quốc liên đó các bạn. Trước năm 1945 nó có hội quốc liên, đó là cái hội của tiền thân của Liên Hợp Quốc bây giờ. Khi mà Nga thắng Đức thì Mỹ với Nga lập ra cái hội quốc liên, lập ra cái gọi Liên Hiệp Quốc để thay thế cái hội quốc liên trước chiến tranh thế giới thứ hai. Đó, và bây giờ mai mốt Nga lại lập ra một cái kiểu gọi là Liên Hiệp Quốc nữa, là hai tổ chức Liên Hiệp Quốc. Đúng các bạn? Bây giờ chỉ còn cái G7, EU, NATO. Và bên đây thì Liên Hiệp Quốc dành cho những cái nước thứ ba. Thì lúc đó tôi đang nghĩ chắc là xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba các bạn. Hai Liên Hiệp Quốc đánh nhau. Mà bên đây Nga lại đang là cái thằng cầm đầu nữa. Đồ mà ăn thiệt đó, nó các bạn nghe nha. Nga và Trung. Bây giờ là Nga, Trung nè, Iran nè, đủ má Triều Tiên nè. Mà động binh một cái tôi nói các bạn nghe, đủ cái Liên Hiệp Quốc bây giờ nó tan nát, tan bành luôn như là gái đĩ mà rất lồn, rất đủ má không còn cái gì luôn các bạn. Tôi đang nghĩ cái khả năng này, bây giờ nếu mà tôi như ông Putin, tôi kêu gọi lập ra một cái Liên Hiệp Quốc riêng, Nga, Trung, đúng không, Ấn Độ đó, rồi Iran, Bắc Triều Tiên, đúng không, rồi là Nam Phi, rồi là Brazil, đúng không, Mexico, coi như là đâu mà coi như G7
Còn chỉ riêng là anh chơi khất G7 rồi là NATO thôi. Thì tôi hỏi các bạn bây giờ đủ má cái Liên Hiệp Quốc cũ bây giờ làm được cái con cặc chứ. Đúng các bạn? Và rõ ràng bây giờ chúng nó sẽ, Mỹ sẽ chơi cuối cùng rồi cuối cùng tanh banh luôn. Tôi đảm bảo các bạn nghe luôn. Hiện giờ bây giờ Mỹ đang chơi cái thằng EU. Và bây giờ, và bây giờ nếu như mà bây giờ mà Nga lập ra một cái Liên Hiệp Quốc mới thì đảm bảo các bạn nghe Liên Hiệp Quốc cũ tan banh luôn. Tôi đảm bảo luôn. Bởi vì rõ ràng chúng nó chơi nhau như vậy, tôi hỏi các bạn như làm sao mà tồn tại được. Đúng các bạn? Tôi đang ngồi tôi đưa ra những cái khả năng, tôi thấy rõ ràng rằng là không có cửa nào để cho NATO, EU nữa kìa. Chứ đừng nói rằng là Ukraine. Tôi đéo hiểu tại sao mà có nhiều thằng khoe mình là bằng cấp tướng tá rồi này nọ mà cứ đi đưa cái câu chuyện Ukraine. Tôi đã các bạn nghe rồi. Bây giờ EU với NATO đéo có cửa chơi với Nga thì hỏi các bạn Ukraine là cái lồng què gì? Cứ mang cái Ukraine ra, trời ơi, mẹ Ukraine thế này thế nọ, tôi nghe nó ngứa lồn quá. Tôi nói thiệt các bạn nghe rồi. Tôi cảm thấy rằng cái câu chuyện nó rất là trùi rùi bu. Nó đéo có giá trị gì cả. Thế mà vẫn nhảy vô cả đám bu vô rồi đủ má ngậm, đủ má cái bu lồn của con đĩ. Thế mà ngồi bắt đầu tả cảnh. Đâu mà, y như là nhân sâm ngàn năm các bạn. Tôi nói thiệt các bạn nghe luôn. Hôm nay tôi rảnh, tôi đi, tôi đang ngồi chờ chuyến bay. Thì tôi ngồi tôi mới nói. Tôi nói thêm thôi. Chứ thực ra chẳng có gì mới cả các bạn. Không có gì mới cả. Đủ mẹ dân Mỹ rồi đó. Đủ má nó chứ. Đói mặt vạc mặt này. Đó, thấy không? Vắng que. Đó, sân quay lồn què, vắng que các bạn thấy không? Nghe chưa? Đó, vắng que đâu nhiêu người đó các bạn. Đó, sân bay đủ má đói mà vạc mặt. Đâu ai đâu. Đó, các bạn thấy không? Không cặc gì đâu. Nghèo mặt, Mỹ giờ đang nghèo mặt. Đó. Giờ lấy đâu ra mà đánh Nga? Trong khi Nga thì đủ má đéo ăn đồ Mỹ đéo chết. Đồ Mỹ không chết. Đủ má Mỹ bây giờ mà không có người ăn mới chết. EU giờ đéo có gì ăn mới chết. Ukraine giờ đéo có gì để ăn mới chết. Còn Nga thì vẫn tì tì đéo thiếu cái gì. Cuối cùng giờ ta đéo biết là ai là người chết đây. Tôi hỏi các bạn bây giờ, ai là người chết? Đúng các bạn? Cái câu chuyện rõ ràng bây giờ là ai là người chết? Rõ ràng là EU và NATO. Đó, chắc chắn là chết. Đéo có cửa sống các bạn. Sống còn cặc. Tôi nói thẳng các bạn nghe luôn. Nhiều khi nhiều người Việt Nam nói không ai tin. Người ta nói rằng mấy người này không ra khỏi Việt Nam không biết. Nhưng mà rõ ràng rằng là ở đây các bạn nhớ, tất cả bạn bè của tôi ở EU bây giờ đang rê như cha chết nữa các bạn. Đủ mẹ rê như cha chết luôn. Chứ đừng có nói, đủ mấy cái đám Việt Nam, Việt Kiều mà ở EU bây giờ đủ mấy giấy đành đạch. Đó, chứ đừng có nói đéo gì. Mẹ, đủ mẹ chúng nó chửi cộng kiếm cơm, chứ chúng nó đéo chống cộng. Bởi chúng nó chống cộng thì chúng nó đâu có chạy qua Mỹ. Cha ông chúng nó đâu có đủ má, đâu có chạy, đúng không bạn? Đủ mấy cái đòi F2 mà. Đi mẹ chống cộng đời F2 mà. F1 qua F2 rồi. Bây giờ cái thằng chống cộng bây giờ đủ má cái thằng cha đời ông nó chết mẹ rồi, mà chúng nó đợi im re luôn, bây giờ chúng đéo còn cửa chống cộng nữa. Đó, thành ra tôi bỏ nghề, may quá xuất hiện Ukraine để có cửa tôi chửi nhau tiếp. Khổ lắm các bạn. Tôi đã nói rồi, bây giờ Ukraine thực sự nó không phải là một đế quốc. Các bạn nhớ giùm tôi nhé. Ukraine thực sự nó không phải là một gọi là nước mặt. Và nó chỉ là một nước chư hầu của Liên bang Xô Viết. Tôi nói các bạn nghe rồi, nó chỉ là nước chư hầu thôi. Tức là nó nằm trong Liên bang Xô Viết. Và nó là nghiễm nhiên ăn theo Liên bang Xô Viết. Chứ tự thằng Ukraine đéo có cửa. Tại nếu ngon lành khi mà tách ra khỏi Liên bang Xô Viết là nó phải giàu rồi các bạn. Đằng này không, nó càng ngày nó càng nghèo hơn. Như vậy thì thôi đủ má làm ăn cái đéo nữa bây giờ. Nó không có một cái gì để mà nó thể hiện được nó là ngon lành. Mà bây giờ lại hỏi có gì tiến hành cuộc chiến tranh mà lại bị Nga nó nắm thóp hết rồi, nó diệt sạch rồi. Bây giờ chỉ rên rỉ xin viện trợ thế thôi, đi mẹ làm cái con cạc gì nữa bây giờ. Tôi đang mong Patriot nó tới. Nó chỉ là tên lửa để mà chống gọi là đặn, chống lại tên lửa của Nga thôi, chứ đéo phải đi giết Nga. Mà Putin nói rằng bây giờ đủ má mày Patriot vào Ukraine 100% tao sẽ diệt. Đủ nghe sướng các bạn. Tôi nói thiệt các bạn nghe luôn.
Trời ơi, mang đi khoe Patriot để nghĩ rằng Nga sợ. Nga nói mẹ ông Putin nói đồ mẹ Patriot vào đây là bắn đủ má là diệt sạch. Tôi đã nói rồi, tôi nói cái bài đó rồi. Tôi còn thấy, đừng nói đủ má. Làm sao mà Nga dư khả năng mà tên lửa đạn đạo, tên lửa xuyên lục địa, tên lửa siêu thanh, tên lửa siêu vượt âm. Đâu có thiếu các bạn. Đủ mẹ Ukraine thiếu chứ Nga không có thiếu. Đừng có nói gọi là Patriot mà kẻ Tomahawk đi mẹ Nga không chơi sạch. Tôi đã bắn ra luôn. Bây giờ chơi nói lên theo kiểu là mày chơi bài nào tao chơi bài đó. Tao chơi cao hơn bài mày nữa. Đó, và Mỹ bây giờ đang teo giái, đang teo giái. Bây giờ mày cứ hô mà các bạn thấy không? Đúng mà Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ Quốc phòng Anh nói rằng bây giờ Nga hết tên lửa rồi. Đồ mà Nga bắn âm vài trăm quả. Cứ mỗi lần nói Nga hết tên lửa, Nga bắn âm. Bây giờ lại ngu, lại đưa cái mỏ lồn ra nói viện trợ cho Ukraine để làm gì? Chết sớm à. Đúng các bạn, viện trợ cho Ukraine để làm gì, được cái gì? Và càng viện trợ thì NATO càng đi vào bụi rậm. Lúc đó thì gọi là tiếng chim hót trong bụi mận gai. Coi như là càng kéo dài thì NATO càng chết. Bởi vì NATO không có đủ khả năng để sản xuất vũ khí để mà phục vụ cho Ukraine bỏ chạy. Các bạn nhớ chúng tôi nha. Bây giờ NATO viện trợ cho Ukraine chỉ để chống đỡ, chứ không phải để tấn công hay là để tiêu diệt Nga. Khác nhau nha các bạn. Khác nhau à? Không giống nhau nha. NATO đang viện trợ, đặc biệt là Mỹ đang viện trợ để mà Ukraine tồn tại, sống còn mà coi như kiên nhẫn chờ để Nga hết vũ khí. Sao Nga hết được các bạn? Hồi xưa tôi nghe có con bé, chuyện vui thôi. Nó bị thằng hàng xóm nó đụ, cái nó nói vậy nè. Nó đụ 3-4 chị em nó để cho thằng này đụ, thằng này chết. Thế là nó dụ thằng này vào và dụ thằng này qua nhà để bắt đủ 3 đứa để cho thằng này chết. Tôi nói các bạn nghe nhé, có nhiều tư duy mà tốt thiệt bạn không thể ngờ rằng là trong xã hội có những cái tư duy theo kiểu kỳ cục vậy. Và bây giờ thì đủ mẹ NATO Ukraine đang chơi cái bài đó các bạn. Viện trợ để cho Nga bắn hết vũ khí. Trời ơi trời, các bạn nghĩ xem, một cái thằng mà đủ má nó chuyên sản xuất vũ khí đi xuất khẩu, bảo giờ hết vũ khí thì tôi hỏi các bạn thì làm sao mà thắng được các bạn. Trời ơi, nghe nó mắc ị luôn các bạn, nghe tôi chịu không nổi, nó ngứa nó thật. Mà ngay như Việt Nam của chúng ta thôi là đi nhận viện trợ mà chúng ta đánh bật được Mỹ, đúng không ạ? Các bạn cứ nghĩ đi. Đồ mẹ Mỹ mang coi như là bao nhiêu máy bay qua miền Nam Việt Nam và miền Bắc. Đúng không các bạn? Việt Nam hồi đó MiG 15, MiG 17, MiG 21 thì cho các bạn nghe đến đếm đếm khoảng cao lắm là khoảng vài trăm cái. Trong khi Mỹ là đủ má cả chục ngàn máy bay. Mà rụng coi như là hơn 10.000 máy bay. Hơn 6.000 máy bay trực thăng. Coi như là gần 5.000 các loại máy bay gọi là cường kích chiến đấu bỏ bom rồi tiêm kích đủ máy B-52, mất gần coi như là đủ máy gần 100 cái B-52. Đó à? Bây giờ hỏi các bạn bây giờ như Việt Nam còn thắng được, chẳng lẽ giờ Nga không thắng được à? Đúng không các bạn? Đó, thành ra tôi thấy bây giờ cái câu chuyện bây giờ nó không thể nào chúng ta tin được. Nhiều khi tôi cố gắng tôi tin, không tin được các bạn. Khổ lắm các bạn. Thành ra nhiều khi tôi thấy có nhiều người chúng ta có cái tư duy rất là hủ lậu. Tôi gọi là hủ lậu. Tức là nó cứ nói rằng mong hòa bình cho Ukraine. Cầu mong hòa bình cho Ukraine. Tội nghiệp dân Ukraine quá. Tôi nói các bạn nghe, tôi từng nói rồi. Tôi nói địt con đi mẹ chúng mày. Chính chúng mày là những cái đứa khi thấy mẹ coi như là ăn cướp, ăn trộm, bị ăn đòn, chúng mày nó tội nghiệp quá thôi, tội nghiệp nó quá, đánh nó làm cái gì. 100% những cái người nào đang tội nghiệp cho Ukraine thì 100% chúng nó là những cái đứa khi mà đủ má ra đường mà thấy mà cướp trộm cướp của giết người bị dân nó đánh thì chúng nó la lên thôi, đánh nó làm cái gì, tội nghiệp nó lắm, trời ơi tội nó lắm, địt con đi mẹ mày tổ cha, cái bà nội mẹ tổ tông chúng mày, tao mong một ngày chúng mày bị ăn cướp.
lúc đó ai sẽ đứng đánh cho chúng mày, đúng không? Chúng mày đã la lên, ôi ba ơi, làng nước ơi, cứu tôi với, chúng nó cướp tôi. Tại sao mà không ai giúp tôi vậy? Địt con ý mẹ. Trời ơi, bây giờ tôi hỏi các bạn, ăn cướp nó phát triển là nhờ đéo ai có trách nhiệm. Mà nếu như ai có một tay thì mất đi, đó là chắc chắn. Bây giờ Ukraine nó làm cái thằng coi như là đi gọi là cõng rắn cắn gà ngà. Nó có cái chuyện đủ mới tự dưng bây giờ Nga là để cho nó. Nếu mà Nga không đánh thì là xong rồi. Tôi khẳng định các bạn nghe luôn. Nga không đánh là Nga thua. Mà khi Nga mà thua thì cả thế giới này sẽ ngập chìm ở trong cái sự gọi là đô hộ trộm coi như là cai trị của NATO và Mỹ, EU. Quan nhớ làm tôi điều đó nhé. Nếu như không phải Nga không ra tay thì thế giới này chúng ta sẽ trở thành một cái kiếp lầm than tiếp tục như là trước khi mà gọi là Lenin xuất hiện tiến hành cuộc cách mạng tháng 10. Các bạn nhớ cho tôi điều đó nha. Chúng ta đừng có nhìn theo cái kiểu mà lồn để ngoài quần. Chúng ta đừng nhìn như vậy. Làm ơn những cái loại đạo đức giả, câm mẹ cái mỏ lồn mày đi, mày về mày kêu bà nội bà ngoại mày làm đĩ đi, để rồi mày đòi người ta thương hại mày nha. Địt con đĩ mẹ cái lũ ngu tổ, con đĩ mẹ bà nội cha ông nội mẹ chúng mày. Tao nghe chúng mày rên rỉ tội nghiệp cho Ukraine, tao nghe tao ngứa lồn lắm. Chào các bạn nhé.